Vâng, em xin chào cả nhà, em chào tất cả anh chị em. Nay là ngày mùng 2. Hôm qua mùng 1 thì những cái đơn hàng của mùng 1 hôm qua thì bán khá là chạy cả nhà. Hôm qua mùng 1 bán đã kẻ chủ yếu. Hôm nay thì đây còn những cái kỳ như thế này. Đấy, những cái rổ rau rất là sạch, xanh sạch đẹp cả nhà nhá. Mơn mởn luôn, kỳ thì rất là khỏe. Thì đây là những cái kỳ này là kỳ 5 cánh trắng hiển oanh. Đấy, 5 cánh trắng hiển oanh HO. Thì những cái kia như này em bán đồng giá cả nhà nhé, là 20k cho một kia, 20k một kia. Hiện tại bây giờ cắt xuống là nói chung là cũng không muốn trồng vì nó nhiều. Đấy. Thì cái hiển oanh này thì em sẽ chia sẻ đồng giá là 20k một kia cả nhé. Đấy. Thì các bác có lấy thì em nhặt, các bác lấy ví dụ như là lấy 5 kia thì em sẽ nhặt nó xem to nhỏ bù nhau để nhé. Một kia rất là đẹp, toàn kia dễ rất là khỏe rồi. Em còn một ít này là 20k cho một kia, 5 cái trắng hiển oanh, 5 cái trắng đại tướng này thì em vẫn còn một ít này, thì cái này là 25k cho một kia, 5 cái trắng đại tướng kia cắt khúc ươm tự nhiên hết cả nhé, cắt khúc ươm tự nhiên, dễ thì rất là đẹp, dễ trắng phau luôn, thì khúc nào nó toàn khúc đôi hết cả nhà, đôi hết. Thì là cái 5 cánh trắng đại tướng này là 25k một kỳ, còn khoảng mười mấy cái. Đấy. Tiếp theo là vào 5 cánh trắng Trường Sa. 5 cánh trắng Trường Sa hôm nay có 3 kỳ. 3 kỳ. Mấy phiên hôm trước thì em lên những kỳ nó dài hơn một chút thì anh chị em sưu tầm hết rồi. Nhá. Thì còn những cái kỳ như này thì em bán là 60k cho một kỳ, 5 cánh trắng Trường Sa. Hôm trước kỳ nó dài thì em bán 100k, kỳ này nó ngắn. Bán 60k nhá. Kim tự nhiên rất là đẹp, 5 cái trắng Trường Sa. Và tiếp theo là Hồng Nguyên Thủy. Hồng Nguyên Thủy thì đây còn là 6 kia như này, thì cái kia ở phía trên này là em bán là 80k cho một kia, kim tự nhiên rất đẹp này, dễ rất khỏe luôn. Đấy. Hàng tự nhiên nhé cả nhà, hàng tự nhiên. Đấy. Chứ không phải hàng kích. Đấy, những cái hàng này thì nó như này thôi, nhưng sang 52 rất là khỏe. Cái hàng này là hàng 80k này. Còn hàng phía sau nó to dài hơn thì là hàng 100k. Đấy. Dễ rất khỏe nha. Đấy, thì cái này nó thay chậu nó cũng dễ lắm. Về các bác chỉ được bốc một phát sang là sang chậu thôi. Đấy, là hàng 100k ở phía sau, còn phía trên là 80k. Đấy. Thế em còn hôm qua còn một kỳ bạch tuyết này. Kỳ này thì em bán là 600k đi. Một cái mầm lỡ nhá, dễ rất là khỏe rồi, đang ra một cái mầm gốc. Thì cái mầm này em lấy 600k. Tiếp theo là về cái kẻ bầu. Kẻ bầu hôm qua anh em chốt cũng rất là nhiều. Thì hôm nay còn những cái kia như này, kia này toàn kia tự nhiên hết cả nhà nhá. Thì cái ba cái kia trên này thì em bán đồng giá là 130k cho một kia nhá, 130k một kia. Đấy, vì nó có sọc nhưng mà sọc nó hơi ít tí. Đấy, con này rất đẹp này, con này sọc từ chân này. Đấy. Con này to hơn này, con này đang ngọn đang lên sọc này. Con này ngọn cũng đang lên sọc. Đấy thì cái hàng này là em bán 130k. Ok. Còn cái hàng phía sau thì nó to gấp đôi thì em bán là 200k. Nhá, nó phải gần, nó phải cả chục sen. Đấy, như kia này sọc thì chân rất là đẹp. Ngọn đang lên này. Đấy, cái hàng này thì là 200k nhá. 200k, kia nó to dài hơn gần chục sen rồi. Đang bắt đầu lên kẻ, nó ít kẻ. Rồi ok, em xin phép xuống like. Thì anh chị em nào sưu tầm cái loại nào anh chị em liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.